Thưa quý vị, một vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại Hà Nội khiến 5 người tử vong. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đây là hiện trường còn lại sau vụ cháy thương tâm đêm qua tại ngõ 190, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Những con đường nhỏ ngoằn ngoèo như thế này hay những dây điện chằng chịt răng xung quanh ngõ đã khiến cho công tác chữa cháy gặp rất là nhiều khó khăn. Hậu quả của vụ cháy rất là nghiêm trọng, đã cướp đi 5 sinh mạng trong một gia đình. Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 0 giờ 15 phút rạng sáng nay tại căn nhà 3 tầng ở ngõ 190 đường Hoàng Mai. Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng các cán bộ chiến sĩ tới hiện trường tổ chức dập lửa. Tuy nhiên, ngôi nhà xảy ra cháy nằm trong ngõ nhỏ khiến việc tiếp cận hiện trường phun nước dập lửa gặp nhiều khó khăn. Với sự giúp sức của người dân, đến khoảng 2 giờ 10 phút sáng nay, ngọn lửa được khống chế sau khi đã thiêu rụi gần như toàn bộ tài sản, vật dụng trong căn nhà và để lại cảnh tang thương trong ngõ nhỏ. Đến 6 giờ 15 phút, thi thể nạn nhân đầu tiên đã được đưa ra khỏi hiện trường. Tới 7 giờ 25 phút, thi thể nạn nhân cuối cùng cũng đã được đưa ra khỏi hiện trường. Hôm qua là 12 giờ kém 5 là mình đang may ở đây. Thế thì là lúc đấy là mình vừa mới đóng cửa đi ngủ. Đi ngủ thì lên nằm được độ khoảng 15 phút thì nghe thấy ở dưới này bắt đầu là kêu cháy. Thì cũng chưa biết là cháy nhà ai, bắt đầu mới mở cửa xuống thì vào là cái ngọn lửa nó đã bốc cao. Nó bốc cao rồi. Thì không, lúc đấy là gọi ở trong nhà là không ai ra được. Bởi vì là khói nó nhiều quá. Thế còn có cậu con trai thứ nhất ấy, thì là cậu mới phát hiện ra cháy thì cậu mới đập cái cửa sổ tầng 2 ấy. Thì cậu mới ra được thì là cứu được vợ và hai đứa con trai với lại một đứa cháu. Thế còn định quay vào là gọi nốt em và mẹ với bố thì là không gọi được nữa bởi vì khói nó quá cao. Hôm qua thì 12 giờ 15 phút thì bắt đầu thấy có tiếng lổ và khét, mùi khét của dây điện bốc lên thì là cả xóm chạy ra. Thì là thấy ở trong nhà cửa dưới thì là 3 cái xe máy nó bốc cháy mà điện thì chưa cắt. À, coi như nó lổ rất là có tiếng lổ rất lớn mà cháy rất to, điện thì không cắt được. Thế nên là gọi tất cả cứu hỏa và tất cả mọi phương tiện, cả dân quân rồi tất cả mang xe ben đến cậy cửa, không thể nào cậy được rồi. Thế đến lúc mà khi cháy như thế thì là nó lại truyền theo từ cầu thang tầng 1 cháy lên đến tầng tum. Cháy lên tầng tum thì là không thể nào cứu được. Các nạn nhân được xác định danh tính gồm ông Nguyễn Văn Sơn sinh năm 1953, bà Lý vợ ông Sơn sinh năm 1954, anh Nguyễn Văn Hiếu sinh năm 1982, chị Lê Thị Chiên sinh năm 1984 là vợ anh Hiếu và cháu Nguyễn Duy Huy 8 tháng tuổi, con của vợ chồng anh Hiếu. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã tới động viên, chia sẻ với những mất mát đau thương của gia đình nạn nhân. Hiện nay thì các lực lượng chức năng đang điều tra để làm rõ cái nguyên nhân. Thì theo như nhận định ban đầu thì là do chập điện. Đấy thì chúng ta cũng biết là cái hệ thống điện của chúng ta với cái mật độ dân cư và đông thì thường là quá tải. Thế nhưng ý, chúng tôi cũng thấy là qua đây thì cũng sẽ chỉ đạo cái ngành điện để tăng cường cái kiểm tra những cái trạm điện, rồi cái đường dây và cái sử dụng điện của từng gia đình. Nếu mà bây giờ vào cái mùa nắng mà chúng ta sử dụng nhiều cái thiết bị điện thì nó sẽ dẫn đến quá tải. Mà trong khi đấy cái đường dây nó không bảo đảm. Đấy rồi thì rất dễ, đó là một trong những nguyên nhân mà phải nói là chiếm tỷ trọng lớn. Đa số những vụ cháy nổ trên địa bàn chúng ta là do chập điện, do hạt. Thế thì chúng tôi sẽ chỉ đạo cái ngành điện sẽ tiếp tục tăng cường cái công tác này. Thời điểm này, hiện trường vụ cháy đang được các cơ quan chức năng phong tỏa để phục vụ công tác khám nghiệm.